Sáng ngày 27 tháng 9, tại hội trường quận ủy diễn ra đại hội thành lập hội người cao tuổi quận Kiến An với sự tham gia của 92 đại biểu chính thức đại diện cho trên 11.000 hội viên người cao tuổi trên địa bàn quận. Sự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Văn Nhã, chủ tịch hội người cao tuổi thành phố, đại biểu quận có ông Nguyễn Trường Sơn, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, bà Bùi Thị Tuyết Mai, phó bí thư thường trực quận ủy, bà Nguyễn Thị Thuyên, ủy viên ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận, ông Trần Duy Tưởng, ủy viên ban thường vụ quận ủy. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, ông Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân quận. Trong giai đoạn 2021 đến 2024, Ban đại diện Hội người cao tuổi quận và Hội người cao tuổi các phường có nhiều sáng kiến trong tổ chức các hoạt động, động viên người cao tuổi hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các chương trình công tác lớn của hội. Trong 3 năm ban đại diện hội người cao tuổi quận tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà 560 lượt người cao tuổi, các cấp, ngành hỗ trợ 42 người cao tuổi khó khăn xây mới, sửa chữa nhà, tặng 9.870 xuất quà với trị giá 1,4 tỷ đồng, khám bệnh miễn phí trên 1.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, tàn tật, khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 3.792 lượt người cao tuổi, trong đó có 198 cụ được thay thủy tinh thể miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trên 2.500 lượt người cao tuổi hàng năm các cấp hội trong quận phối hợp làm tốt công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Trên địa bàn quận hiện có 38 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 1.500 người cao tuổi tham gia luyện tập thường xuyên, 1.056 người cao tuổi tham gia công tác tại tổ dân phố và một số tổ chức hội ở địa phương, 400 người cao tuổi trực tiếp sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó có 58 người là chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại, kinh doanh và dịch vụ buôn bán đạt hiệu quả kinh tế cao. Giai đoạn 2021 đến 2024, Toàn quận kết nạp mới 1739 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 11.098 người, đạt tỷ lệ 91,7%. Trong 3 năm qua, có 1.380 lượt cá nhân và 69 lượt tập thể được các cấp hội người cao tuổi, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và quận biểu dương, khen thưởng, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ông Lê Văn Nhã, chủ tịch hội người cao tuổi thành phố Biểu Dương, đánh giá cao những thành tích kết quả quận đạt được trong công tác người cao tuổi giai đoạn 2021 đến 2024. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 đến 2029, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố lưu ý Hội người cao tuổi quận tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả họ ất động của tổ chức hội, đổi mới nội dung sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên và người cao tuổi, đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao, gương sáng trên các lĩnh vực. Ông Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận đề nghị hội người cao tuổi quận tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả với các phòng, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người cao tuổi. Tại đại hội, các đại biểu bầu ban chấp hành hội người cao tuổi quận Kiến An khóa 1 với 10 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, ban chấp hành hội khóa 1 bầu ban thường vụ hội gồm 5 ủy viên. Ông Nguyễn Quyết, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi quận được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội người cao tuổi quận khóa 1, nhiệm kỳ 2024 đến 2029. Ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi và công tác người cao tuổi quận, tại đại hội, 11 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen hai tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào người cao tuổi giai đoạn 2021 đến 2024. Phong trào người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019 đến 2024. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tặng giấy khen 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019 đến 2024.